tập viên Bảo Ngọc từ thời báo chấm de Berlin Cộng hòa Liên bang Đức xin kính chào quý vị và các bạn kính mời quý vị và các bạn xem bản tin những loại thức uống tốt cho sức khỏe ngày 23 tháng 10 báo thanh niên có bài về sức khỏe bác sĩ đồ uống buổi sáng tốt cho người bệnh tiểu đường theo đó thanh niên dẫn trang tin chuyên về sức khỏe heo cho biết bạn có thể kiểm soát lượng đường trong máu bằng một số đồ uống phù hợp vào buổi sáng bài về đồ uống cho bệnh tiểu đường tiến sĩ Dr. Sinh, bác sĩ chuyên khoa tiểu đường, bệnh viện Regan si Super Hospital, lúc nào Ấn Độ, khuyên bệnh nhân tiểu đường nên bắt đầu ngày mới với các loại đồ uống sau đây. 1. Nước chanh ấm Bác sĩ Sinh cho biết, một ly nước ấm với chút chanh sẽ rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Chanh là nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, đồng thời có chỉ số đường huyết thấp giúp giảm đáng kể mức đường huyết. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng có trong chanh giúp trao đổi chất tốt hơn. 2. Trà quế Quế có thể giúp giảm mức đường huyết và chống lại bệnh tiểu đường bằng cách bắt chước tác dụng của insulin và tăng sự di chuyển của đường từ máu vào tế bào. Nó cũng tăng độ nhạy insulin, làm cho insulin dẫn chuyển đường vào tế bào hiệu quả hơn. 3. Nước ép mướp đắng Mướp đắng có các hợp chất có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Chuyên gia xin cho biết uống nước ép mướp đắng vào buổi sáng có thể đặc biệt hiệu quả. Nghiên cứu chỉ ra rằng uống nước ép mớp đắng có thể làm giảm lượng đường trong máu sau 30 phút. 4. Trà húng quế Lá húng quế có thể có đặc tính chống bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu cho thấy lá húng quế có thể làm giảm lượng đường trong máu và lượng đường trong nước tiểu. Húng quế cũng có thể làm giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường như bệnh võng mạc và đục thủy tinh thể. Hãy ngâm lá húng quế tươi làm trà để giúp kiểm soát đường huyết. 5. Sinh tố xanh bạn có thể sử dụng các loại rau xanh như xà lách hoặc rau bó xôi, cùng với bột protein để làm món sinh tố lành mạnh. Nó có thể cung cấp thêm chất xơ và chất dinh dưỡng và giữ đổ nước. Khi bụng đói, những đồ uống này sẽ cho hiệu quả cao hơn vì không có thức ăn cản trở sự hấp thụ. Bài về trà bạc hà giúp giảm mỡ bụng. Theo thanh niên, tiến sĩ xin cho biết, khi bụng đói, cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi kết hợp những thứ này vào chế độ ăn uống hàng ngày. Đồng thời, người bệnh tiểu đường cũng nên tránh đồ uống có đường, rượu, nước tăng lực. Liên quan đến đồ uống tốt cho sức khỏe, một bài báo khác trên thanh niên giới thiệu một số loại nước uống giúp giảm mỡ bụng. Thanh niên dẫn chuyên gia dinh dưỡng Cogni de Angelo cho biết, trà bạc hà là thức uống số một giúp hỗ trợ quá trình lấy lại dòng bụng phẳng. 1. Trà bạc hà có thể hỗ trợ tiêu hóa, Chuyên gia dinh dưỡng DeAngelo cho biết, trà bạc hà là thức uống không chứa calo và có hương vị ngọt ngào có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và thỏa mãn sở thích thèm ngọt của bạn. 2. Có thể hỗ trợ giảm cân. Trà bạc hà không chỉ là thức uống không chứa calo mà còn chứa đầy chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ giảm cân. Chuyên gia DeAngelo cho biết, bạc hà có đặc tính kháng virus, kháng khuẩn và chống viêm. Và bởi vì nó hoạt động như một chất chống viêm nên nó cũng có thể giúp cải thiện các vấn đề về tiêu hóa. 3. Có thể hoạt động như một chất làm giãn cơ. Mặc dù chuyên gia dinh dưỡng Dean Lâu nói rằng cần phải nghiên cứu thêm để chứng minh điều đó một cách đầy đủ, nhưng có một số bằng chứng cho thấy bạc hà có thể hoạt động như một chất làm giãn cơ. Bạc hà có thể làm dịu cơ bắp của bạn và do đó, có thể giúp tống thức ăn và khí ra ngoài dễ dàng hơn. Đó là lý do tại sao rất nhiều loại trà thảo mộc sử dụng bạc hà làm thành phần. Chuyên gia dinh dưỡng Dean Lâu giải thích Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin những loại thức uống tốt cho sức khỏe. Xuất hiện tình trạng phụ huynh bị tẩy chay do từ chối đóng quỹ tự nguyện. Ngày 22 tháng 10, báo Thanh niên đưa tin phụ huynh không đóng quỹ lớp dọa phải chuyển trường cho con, nhà trường nói gì? Thanh niên cho biết, những ngày qua, sự việc phụ huynh lớp Cherry, Học viện Einstein huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình không đóng 400.000 đồng tiền quỹ lớp bị dọa phải chuyển trường cho con đã khiến dư luận bất bình. Bản tin trên báo Thanh niên, Thanh niên dẫn đại diện chủ đầu tư học viện Einstein cho biết, ngay sau ngày xảy ra sự việc ngày 15 tháng 10, ông đã tổ chức họp nhóm phụ huynh để làm rõ vấn đề lan truyền trên mạng xã hội. Theo tình hình vị này nắm được, mâu thuẫn trên xuất hiện trong một nhóm nhỏ các phụ huynh tại lớp Cherry. Theo đó, một nhóm phụ huynh yêu cầu mỗi phụ huynh đóng 400.000 đồng tiền quỹ lớp để các con tham gia ngoại khóa hoặc đi đám hiếu của các giáo viên một phụ huynh đã không đồng ý và cho rằng tất cả các khoản thu chính đáng chị đã đóng cho nhà trường từ đầu năm học những khoản phí thu ngoài chị xin phép không tham gia mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm khi có người trong nhóm phụ huynh nói rằng nếu không đóng số tiền quỹ lớp trên thì chuyển trường chuyển lớp cho con hoặc con sẽ bị ra rìa quá bức xúc trước cách ứng xử của nhóm phụ huynh vị phụ huynh không đồng ý đóng quỹ đã đưa toàn bộ nội dung đoạn tin nhắn sự việc lên mạng xã hội facebook theo đại diện nhà trường tại buổi làm việc Phụ huynh đăng bài lên Facebook đã yêu cầu nhóm phụ huynh phải đến nhà xin lỗi và phải xin lỗi cả ông, bà, bố, mẹ của phụ huynh này. Các phụ huynh tham gia tranh luận cho rằng đòi hỏi như vậy là quá đáng và suy luận theo hướng tiêu cực nên nhất định không xin lỗi. Báo Thanh niên cho hay, chủ đầu tư học viện Einstein khẳng định, nhà trường từ trước đến giờ chỉ làm cho học sinh, chưa từng xin phụ huynh điều gì. Kế hoạch và những công việc dự kiến phụ huynh làm là ý kiến riêng của phụ huynh đưa ra bàn bạc. Khi chưa thể thống nhất, phụ huynh lại đưa thông tin lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Tôi thuyết phục các phụ huynh, mỗi người nhường nhau một chút, chia sẻ với nhau, bởi các phụ huynh còn gửi con ở đây lâu dài. Mỗi lần đi ra, đi vào nhìn thấy nhau sẽ khó giữ được hòa khí vui vẻ. Quan trọng hơn các vị còn là tấm gương cho các con noi theo, để tuổi thơ của chúng được học tập vui vẻ trong môi trường này. Chắc chắn sẽ không cháu nào phải chuyển trường hay chuyển lớp, vị chủ đầu tư trường chia sẻ. Theo thanh niên, trước sự thuyết phục của chủ trường, nỗi bức xúc của các phụ huynh cũng được giải tỏa. Ngoài ra, nhà trường đề nghị các phụ huynh chấm dứt hoạt động trong nhóm Zalo. Chủ đầu tư cũng cho rằng, các phụ huynh nếu có tấm lòng, muốn đóng góp với nhà trường, thì chỉ được góp bằng hiện vật là bánh kẹo cho các cháu, không được đóng góp tiền. Vụ phụ huynh và học sinh bị hội phụ huynh tẩy chay vì từ chối đóng quỹ tự nguyện tại trường Trương Định, Hà Nội. Sự việc này xảy ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều vụ việc tiêu cực trong nhà trường đặc biệt là tình trạng nhà trường thông qua hội cha mẹ học sinh để ép phụ huynh phải đóng góp những khoản quỹ ngoài quy định và rất vô lý điển hình như vụ hiệu trưởng trường trung học phổ thông lạc long quân ở sóc sơn hà nội đòi đuổi học học sinh vì phụ huynh phản đối lạm thu hay vụ lạm thu ở trường tiểu học hồng hà quận bình thạnh sài gòn và rất nhiều vụ khác nữa nhưng hiện nay còn xuất hiện thêm tình trạng phụ huynh tẩy chay nhau vì từ chối đóng góp thêm những khoản quỹ ngoài quy định ngoài vụ việc xảy ra ở thái bình mới đây Năm 2020 còn có vụ xảy ra ở trường Trung học phổ thông Trương Định, Hà Nội. Người mẹ bị thóa mạ trong nhóm chat Zalo, còn người con thì bị bạn học sỉ nhục trong lớp vì từ chối đóng khoản tiền tự nguyện do hội phụ huynh đưa ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin xuất hiện tình trạng phụ huynh bị tẩy chay do từ chối đóng quỹ tự nguyện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất biên tập viên tuấn anh vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ ai thời báo de xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới